Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Hay quá, hay quá, hay quá quý vị ơi. Tân quy, gõ tay lên đi. Tân quy, a. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha rồi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Ơi, ơi, Quy, anh Quy ơi. Yêu cầu xuống đi, xuống đi, xuống đi. Anh Quy, anh Quy. Đưa đi đi. Anh Quy, anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu rồi? Ủa, mới nghe nữa mà. Anh Quy đâu? Anh Quy. Anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô, vô, vô. Đây này, đây này, đây nè. Anh Quy bên kia, anh Quy bên kia. Hả? Quy bên kia. Anh Quy, chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng, bộ con nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ông xong vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là... cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao lại Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Nga Paris. À, tôi tưởng nó qua bển coi bà Thiên Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Nó bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bong này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bong gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm ở về. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy nó Quy, anh Quy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Tôi trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Đi mời thêm.
tự trọng sẽ đi thêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài, đó là trách nhiệm của mình. Khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Quý đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Quý hả? À, cái gì? Trời ơi, thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ, hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á, nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Thôi đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này chị bữa ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà em nhớ. Đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À, ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Thì tại vậy? Tới đây khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Ha. Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Anh Huy, sao anh hứng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy có cái đàn đó anh lấy ra, cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nịnh được cái rồi. Là sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó,
em sang. Một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng căng gì, bằng căng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn địa hiến dân với anh, em mãi là người tình chăm nén. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi dưới kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi cái này đủ rồi. Quay á quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quy đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? À, nhìn Quy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại cháu mày đi ở má gì khờ, mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cả đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Thằng đi mẹ chục năm rồi, thằng đi ở mẹ đi cá, thằng đi ở mì đâu. Ai qua mẹ hát được không? Tại em đúng rồi, ba má hát dưới quê không ai biết gì trơn. Để tôi thống dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Hầu chưa bỏ mày để mày ra mày nuôi mày lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thống dịch cho là tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây. Chứ là đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nó được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày cho mày về cho bấu đó. Rồi cho mày cho đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe không được. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con á có lấy thân lý đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu là lớn lên hồi xưa thì má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó nhìn thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giãn ra. Ta em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt nó đi về mà mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn một thôi, năm thôi bây giờ. Này mày hốt con này về mày ăn thịt nó thanh ghi viên thôi hay thịt. Bác ơi bác, tôi bác bỏ không? Hai ông bây giờ hai bác ơi, hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xịt rồi con tên là Trang này gì? Ngài Jennifer. Dạ Jennifer. Dạ ít mẹ nè, đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ta có nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở, giờ con ế qua con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bà tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lên cho mày. Ủa? Nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá, tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì. Dạ tụi em là... cũng chỉ là sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta? Sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Cái gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bây đi nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả, nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, là anh người này rất là cô đơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi. Sư cô đi tên mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì. Đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 mà hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. À, anh cũng thông cảm cho em anh. À, tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. À, em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Ôi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hay quá, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Cao Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cao Vinh. Cao Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Ca Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ. Sĩ thì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À, của em. Ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được đi đúng không? Dạ. Chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À em ơi. Ừ. Cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Ờ, mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. À, kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. À, nó có hộp có hộp quá. Hay quá. À, phối hợp với kỹ thuật phải không? À, mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác, nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày, để ông đọc. Lầm to. Ờ, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả, thí sinh Kha Vinh hiệp sĩ xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trung phong. Nhớ em. Hay quá. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ ha. Bác đi về giùm con.
Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè, bị cái lòng đam mê nghệ thuật á, bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè, trời, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. À, mình hát dở người ta mới nhớ. Thì cũng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao, sao? Con nào xấu, người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được, cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi, nhờ tới em làm này, nhờ tới tôi. Nhờ tôi. Dạ, yeah, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Hồi nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi ta khỏi hát nữa. Ừ. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Ta thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp toàn gì đâu không? Cái gì? Hả? Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. À, tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em bảo chúng em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ, sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Dừng. À, có nghĩa là anh hát nhạc Hoa. Dạ không phải nhạc Hoa. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Dừng là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Háo kiến là cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Hay quá. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Quá. Hai người vui biết bao nhiêu. Quá. Một người lặng lẽ, lặng yên đứng nhìn. Hay. Đứng nhìn. Hay quá. Một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới. Một hồi mỏi căng, à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu. Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả?
Ủa? Giỡn mặt hả? À? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện cậu vợ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? À? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng, nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát cậu giờ không ạ? À? Phê lắm à. Em phải lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi có sợ. Anh chọt đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kì vậy? Trời đất anh ơi. Bị phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Ủa, thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi, đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi, không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi mày. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Còn ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ, chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... gì, tên gì? Em tên gì? Dạ, em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên chóng mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ, em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi, ca sĩ người ta đẹp thì chụp hình, còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn á trời. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Ừ, sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời giống hai mẹ con luôn á. Ông không biết gì hết trời. Thí sinh này thông minh. Đó. Hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ, em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. Dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À, đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. À. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím
Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Ta thấy đứng còn run vậy. Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi, người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi đừng không được đâu, coi mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn em, tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cô nhảy không đủ đâu. Đúng. Cô nhảy một hồi, cô nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai tập phong cách đó? Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, có chuyện lựa người hát hả? Trời ơi. Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Ừ. Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ, lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? À. Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thôi. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Ừ. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Tròn Tình Quê. Hay, giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý, đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Đúng nghe. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Phải. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai, ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè. Mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm. Mà giọng tôi thì giọng trép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm có. Thi không? Hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát. À. Đó là bài riêng một góc trời. À, được. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước là. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ,
Mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hà cô. Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thơ, em về lối xưa. Mày nhiêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chẳng mệt quá. Trời đất ơi, thầy hay anh. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt. Thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngân. Ờ à, đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra nó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tôi Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát thấy cái thằng lạnh mà để tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái anh quá. Nói ban vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để anh chị. Chị biết không? Chị nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, à. 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu em luôn rồi. À. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Ừ. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Ừ. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Oh, được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh. Một dòng tràn mong manh. Một dòng sầu quyến luyến. Một dòng sầu mấy kia. Một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiểu. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao?
Cho tụi em có cái riêng đi. Tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ được được, cái đó được, cái đó được. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ dạ dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn dạ đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đúng. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Ông này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn vậy. À là này này này. Giám khảo đã đố thì để cho tụi em cơ hội đố lại cái. À đố đi, đố đi. Giờ em đố giám khảo. Có gì đố nhanh nhanh đi. À. Ừ. Có hai thằng. Ừ. Một thằng mù, thằng câm. Ừ. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Ừ. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho cái nón. À. Đúng. Giờ em đố hai anh. À. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Tật. Nó lụm cục xà bông nó chà chà lên đầu nó. Đúng. Tật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Ban tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. À, đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. À, sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay. À. Hay, thí sinh quá hay. Chúc mừng, chúc mừng. Nói chung là mình quê. À. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi tôi đi, trễ giờ tôi đi. Dạ. Ủa, giám khảo đi đâu? Giám khảo vậy? Dạ, ủa anh là phải giám khảo mà. Tôi không phải giám khảo đâu. Ủa, chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. À. Mấy ngày nay ta chấm thi, ta mệt quá, tới massage mà. Rồi, rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. À. Sẵn mình tới, anh xin chữ ký luôn. Vậy hả? Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. À. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. À, phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vậy vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Không, không giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi vô duyên. Vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Chỉ em biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Dạ. Thí dụ như là muốn sanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. À, sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Sanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Sanh 13. Thập Tam Thế Bảo. Sanh 14. Tứ Thập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi. Phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi vậy 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 lẹ đi, vậy lẹ đi. Cái việc nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa, sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. À, phim gì, phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bóng chắc luôn. Ủa, gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói chung là vợ mà bác mà có bầu nữa con còn chúc mừng bác á. Thôi bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi.
chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị đi chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại, muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển á hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì. Ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Châu trời. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời bà. Sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chị? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Trời. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có ông điếu hút thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. Hả? À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Hả? À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. À. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê thằng chồng về, thằng chồng về. Alo. Làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy. Thấy chưa? Rồi ra đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết. Có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó. Không, sắp được ăn.
sắp được ăn, sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới đi hơi mập nha ông. Thằng này mới đi hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây thì nó tốn vậy. Thấy chưa, thấy chưa. Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó, nó cúng thằng Thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi, không có cúng gì chăng trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, sao kỳ vậy? Ai biết à. Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn rồi. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha. Tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tao nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa. Xin xin xỏ xỏ. Không bao giờ ông cho gì hết trơn đó. Tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời. Bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi. Mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á. Nhắc tới hai ông á hả? Là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á. Nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Chứ nó nghe hả? Vô tình thôi, vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Trời ơi. Ủa sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi. Mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi. Để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á. Bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả. Nó ngồi vậy hoài. Ê hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không make up đúng không? Make up lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Con phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn. Nó mặc đầm ngủ. Chết cha con quên, ăn mặc hớ hên quá
để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được? Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được? Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thằng Tài Thổ Địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần Tài Thổ Địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói Thổ Địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ Địa người ta bụng chà bá. Thổ Địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, Thổ Địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì người ta thần tài mặt nó phải tươi vui đúng không? Thằng Tài tao nó mặt như con khô hối vậy à. Râu thì ghét à. Thằng Tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng Tài Thổ Địa gì mà không có linh thiêng vậy trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi, không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không á. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Chứ nói chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi. Đó. Nó sinh hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Cô em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là tao phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Yeah. Đây, trời hai con dâng chú. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nghe. Chui phải đó. Như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được. Dục mẹ nó trả này chú lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi. Nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quan nãy chuối chi. Trời đất ơi. Ờ đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, không. Dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông.
nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi, để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa, ông dòm cái gì thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc một tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi địa. Địa mà bóng chắc không ai thèm đâu. Nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như bằng kiều. Chồng chế phải xích bát như đa nguyên. Chồng chế phải bự như quan lề. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây, cái gia đình. Ra đây. Ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Bà nói cho bà biết. Hả? Bà phải trả lời tôi vô đây đàng hoàng. Ông á, ông mới trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là đây? Con người tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Hả? Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông cho ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi, Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mình cứ làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai. Thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đó. Đứa xin con gái, đứa xin con trai ta cho một đứa bê đê là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn tôi cạn quá rồi. Cạn lên. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, thằng này, cái lỗi này đúng. Em biết là lỗi tại ai rồi? Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và dạ, môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt.
đau sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mãi trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi. Tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ, à, tôi ở 58261 Brock House Street. Cái gì? 58261 Brock House Street nè. Ờ, à, ờ, à, đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ, ờ, đổi lại. Rồi, cảm ơn. Rồi, xong. Rồi, 12 bà mụ rồi. Trời ơi, tôi nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được, không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không? Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số vậy, số. Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng. Ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. À, vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa, làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi, khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà,
Em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê! Thế! Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ thôi nhà. Trời dạ. Ơi cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây múa làm chi vậy trời? Múa, múa bà nội mà chứ. Ông múa. Ơi ông ơi, qua đây qua đây qua đây. Nói rồi có gia đình thằng Hánh nên không có tin. Thằng Hánh mà nó coi thường quá. Dạ. Không có phải, dạ, không nhà, phải nhà có không? Chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ đâu mà tới đây. Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không. Hả? Trời ơi. Ủa vậy đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết hiểu không? Còn ta là Thổ Địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị trời em. Ơi. Thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy. Tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin nè. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông Địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Con nay con mão hở ha. Bây giờ tới đây rồi. Dạ. Nó hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Tao có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba? Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tài gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúc hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Thứ gì ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn. Con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Yeah. Ông nhiều. Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó chứ để người ta nói bệnh hoạn tội nghiệp nó lắm. Không có biến cái được. Gì vậy má? Chồng mày là nãy ta sinh, ta mới biến được chứ còn là kia là mày bẩm không sinh. Không hiểu gì hết trơn. Hồi nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không. Nãy ông Địa, ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh ha. Cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ có muốn cũng không được. Đúng rồi. Né đi. Ôi, để tao vô trọng tao ngồi. Hả trời. Em thấy Né đi cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà cái gì? Bà gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con lại đây. Ba, tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè thấy không. Làm tóc cũng giỏi nè thấy không. Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không nói chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi. Chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi. Ừ. Bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Ừ. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ngại ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy. Muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm. Rồi. Dạ có người nè vợ bốn con vẫn bóng như thường. Nha. Nhưng mà ba à. Đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu, được cái gì,
tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. Công nhận nha. Vậy thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má, má, quay. Không không à, vậy vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần tài và ông dạ. Thô Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, ở được, được. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, ra đi, thử cái ơi. Con nói giỡn. Nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biết nghe đi. Dạ. Quay lại đi ông Địa ông Tài ơi. Dạ.